Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay, ngày 22 tháng 5 năm 2022. Trong video ngày hôm nay, mời các bạn xem những hình ảnh mới nhất về dự án tái khởi công Sài Gòn One Tower, nằm ngay vị trí góc đường Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng và Võ Văn Kiệt. Theo ghi nhận mới nhất của chúng tôi, ngày 22 tháng 5 năm 2022, đơn vị thi công vẫn đang tiếp tục tháo những tấm kính cũ. Như vậy, sau một thời gian trì hoãn, hiện nay dự án đã chính thức đi vào tái khởi công. Hiện đơn vị thầu xây dựng là Cofico, chủ đầu tư là Vivaland và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tiến độ dự án. Mời các bạn đăng ký kênh và tiếp tục theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đồng hành cùng chúng tôi. Chúc các bạn cùng gia đình cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.